hoặc là quá đói hoặc là ăn cay hay là gì đấy thì nó mới đau và uống thuốc thì nó sẽ không không khỏi dứt điểm được mà nó chỉ là đỡ thôi và cái cơ thể của em nó cũng rất rất là, là là đặc biệt là nếu như mà đã đau rồi thì uống thuốc giảm đau cũng không đỡ chỉ có chịu đựng cơn đau đấy vài tiếng đồng hồ thì là bị kéo dài đến 20 năm nay rồi thế nhưng mà à. khi mà uống chất xơ à, và cái triệu chứng của của em thì là chủ yếu là bị trao ngược dạ dày và mọi người nhớ nhé bạn ấy là dược sĩ đấy. bị bị hở van tim nhẹ khi mà sau em khi sinh đứa đầu tiên nên là kết hợp hai cái đấy vào thì hơi thở của em thở ra nó rất là là là, là thối yes. và khi mà mình, khi mà mình nói chuyện mình rất là mất tự tin thế ừ. nhưng mà sau khi dùng chất sơ có 3 ngày thôi thì tự cảm nhận được là cái hơi thở của mình nó hết thối wow. đầu tiên là nó giảm đi sau đó Đúng thì mà. mình mình khi mà bắt đầu đến ngày thứ ba mình thấy nó giảm đi thì bắt đầu mình để ý mỗi một mình muốn biết là mình thở thối hay không thì mình có thể thở ra tay để mà mình để mình gửi đúng không ạ à, và và có một cái nữa là khi mà ăn khi mà ăn những đồ ăn ấy mà cay nóng hoặc là lúc đói quá lúc no quá thì mình không còn thấy đau nữa mình mình không bị đau mà mà cái mức độ nó vượt quá mức ngưỡng chỉ đựng nữa nó chỉ hơi hơi gọi là khó chịu một tí thôi nhưng mà sau đó rất ngay thực sự mà từ hôm mình chất sơ đến giờ là mình hoàn toàn không có triệu chứng đau dạ dày một tí nào à, là... sau khi mà mình uống chất sơ được 3 hôm đấy thì bắt đầu mình tự tin mình chia sẻ cho người đầu tiên là bác của mình bác gái của mình thì bác bị đại tràng 20 năm à cũng hơn, hơn 10 năm hơn 10 năm và bác ấy thì nhà cũng rất là có điều kiện nên là uh, cũng được uống rất nhiều loại ví dụ như là của half life hay là của uh, nước ngoài mà con cái bác ấy mua về cho nhưng mà không cải thiện được cái tình trạng của của đại tràng của bác đấy mà ví dụ như là uống vào thì nó chỉ làm nhuận tràng tức là như mình uống thuốc sổ và nó sổ đi thôi trong khi đó thì um, nếu như không uống thì cứ cách một ngày bác ấy sẽ phải uh, những như gọi vui là là đục một lần ấy. tức là bác ấy phải dùng piston để để thụt ngược nước rồi lên qua đường hậu môn để có thể đi đi vệ sinh được. Tức là rất nặng luôn. Thế nhưng khi uống chất sơ của mình thì được có hai ngày thôi là bác có thể đi vệ sinh bình thường với với cái uh, phân nó rất là đẹp nó không quá rắn cũng không không bị uh, đi lỏng mà nó thành khuôn rất là đẹp luôn thế là hay từ hôm đấy người... đến như là bác cùng chắc sơ... một người bác đã bị thường xuyên sau là chàng mười mấy năm và thường xuyên là phải thụt rất là vất vả đúng không ạ rất là khó chịu nhưng dùng chất sơ chỉ có hai ngày thôi hay không ạ à? và số chị rất yêu chất sơ hay nào ok rồi được biết là em bán hàng siêu đỉnh thế thì cái công cụ để giúp cho em bán hàng xuất sắc là gì chúng ta lắng nghe nhá câu chuyện này cái rất là công hay và để em bán hàng ấy thì là cái cân 1 sk cân 1 sk nhá à... dạ vâng ạ cái cân 1 sk thì hôm qua em cũng đã gửi cho mọi người cái số điện thoại của cái bạn mà em em mua để mọi người có thể mua và em cũng đã bảo với bạn với mọi người là nếu như mà mua qua bạn đấy và và nói là tem của chị Quỳnh thì sẽ được giảm giá 10 tức là từ 400 còn 360 cái cân này thì nó có uh, 14 chỉ số cái chỉ số đầu tiên của nó như là bmi à, rồi nói chung là về chiều cao cân nặng này về cơ này về uh, chất à, về về canxi này nó chỉ số canxi của mình xem là đủ hay không này chỉ số về protein này chỉ số về mực nước nước lượng nước uống trong cơ thể một ngày có đủ hay không này chỉ số về bốn chỉ số về mỡ à, mỡ toàn thân này mỡ nội tạng này và mỡ dưới da này rồi uh, chỉ số về vóc dáng nói chung là rất nhiều chỉ số và dựa trên những cái chỉ số đấy thì em thường là dựa trên thứ nhất là cái chỉ số về canxi để mình bán canxi thứ hai là dựa trên chỉ số protein là để mình có thể bán cái sách và thứ ba là dựa trên bốn cái chỉ số mỡ là để mình có thể bán được chất xơ hoặc là bán cái bột nia bột giảm cân và cái thứ tư là nhỉ? có thể dựa có thể dựa trên hai cái chỉ số của người ta là cái chỉ số thấp hấp thụ protein và canxi với những người mà người ta hấp thụ được một trong hai chỉ số đấy thì mình chỉ giờ chỉ cần tư vấn cái chỉ số mà thiếu thôi còn nếu như với những người mà thấp hấp thụ cả hai chỉ số đều không tốt thì nghĩa là đường ruột của người ta có vấn đề mà khi đường ruột của người ta có vấn đề thì bao giờ em cũng hướng dẫn người ta dùng cái chất sơ trước chất sơ sau đó rồi. bắt đầu mới mới dùng những cái chất cái cái khác để cho nó đạt được hiệu quả tối ưu mà nó hay ở chỗ này mọi người nhé tức là ngày hôm nay người ta dùng một tuần sau ấy người ta trèo lên cái cân đó các chỉ số đấy nó đã trở nên tốt hơn rồi. Đúng, à. rồi đúng rồi mọi người thấy tuyệt vời không vậy thì mọi người có muốn nhận cái thông tin là cái cách để mua chiếc cân đó như nào bạn này bạn bạn Quỳnh Thảo bạn ấy không có bán hàng mọi người nhá bạn ấy giúp thôi và đúng rồi em không bán hàng và em cũng tương lượng với người bán luôn là em không cần chiết khấu mà chỉ cần chiết à. khấu cho tất cả những người mua mà bảo là tem của chị Quỳnh thì giảm trực tiếp cho mọi người cái cân đang bạn? là bán ở giá à. 400, tức là 399 thì nếu như mua bảo là tem của chị Quỳnh là sẽ được giảm xuống 360 luôn chứ em không hề được lại nhận ở đây. Đấy nha mọi người nha, chứ không phải là bạn Quỳnh bạn ấy bán đâu. Chúng ta nhớ là bạn ấy đàm phán để để chúng ta mua được chiếc khấu ấy. yên cũng sẽ mua một cái cân này. Thế thì em có thể comment vào chat cái thông tin của cái cân đấy nhá, để mọi người có thể là ai mà muốn sử dụng cái cân đấy chắc chắn Yên sẽ mua rồi. Bởi vì để vừa để chúng ta theo dõi được chính bản thân mình Cũng như người thân của mình Mọi người nhé Các chỉ số nó sẽ thay đổi thường xuyên luôn Đấy Dùng là cải thiện được luôn Rất là tuyệt vời Ok Cảm, cảm ơn rồi. Quỳnh Thảo Và chúc một ngày mới thật là tuyệt vời Chúc em ngày càng thành công à, Thi thật là tốt Cũng như là sớm có thể trở thành diamond à, Ok Và đấy cũng chính là phần kết trong buổi ngày hôm nay Mọi người cũng nhận ra là à, Biết ơn một quan hệ nhiệm màu đúng không nào Nếu ai có lòng biết ơn Thì hẳn là ni